Năm nay bán có chậm, được không hả chị? Chậm lắm này ạ. Dạ. Chậm hơn tắc năm nhiều. Xin chào quý cô bác, các anh chị và các bạn. Em Đức Anh, cháu Đức Anh đang đứng tại chợ Hoa Tết thuộc công viên Thống Nhất. Theo ghi nhận tại đây thì hiện tại là cũng đang rất vắng bóng người dân đi mua cây cảnh Tết. Có thể là thời điểm này là mọi người cũng đã nghỉ và di chuyển về quê rất là nhiều. Tuy nhiên qua video này thì cũng muốn cập nhật những cái thông tin về giá cả quất đào Tết đến quý anh chị và các bạn để có thể nắm được. Bốn trăm rưỡi. Quá rẻ. Cái này được. Cả cả hoa cả lụ cả quả cả lộc. Ông đã chọn được cây nào chưa? Tôi đã chọn mấy loại này. Vâng. Chơi và chọn thêm. Vâng. 450 cái cành này, cái chậu cây quất này. Đo được không? Đo đấy. Cái này là mình trở về cho khách luôn đấy à? Không, không, của em luôn. À, của em luôn à? Em cảm ơn nhá. Đấy, chở quất về thì lại để người thân của mình ở lại này. Ưu tiên cây hơn cả người thân này không được rồi. Bác nói vui thì thôi nhưng mà bê thì khó. Bây giờ tôi cứ nói nhẹ này, ông cứ cho tôi bê luôn. Có bê là cái tôi. Anh cho luôn. Tặng luôn mấy cây. Hai người. Đố. Mẹ mày đừng trông cái này thôi, đừng đùa. Hai kéo hai bạn đi. Anh ơi, đặt ra tiền cho mình phía trước. Bác lấy cây này rồi à? Bác lấy cây này rồi à? Bao tiền hả bác? 9 triệu cả chậu. 9 triệu cả chậu. Bao nhiêu bao được khoảng 7? Đúng rồi. 9 triệu cả chậu. Cây này đẹp đấy. Đi cùng đi. Không có lấy cái số điện thoại chắc chưa? Như vậy là hai chú đã chốt được cái cây này đẹp rồi. Hết mùi nó xong về cái việc đó đi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Anh ơi, cho cái món này về nghỉ mai anh em đi mua món. Anh về, ông chú ơi, về xong ngu đấy mà nhìn thì còn ra mà làm. Trồng quất là một nghệ thuật, cho quất lên xe còn phải nghệ quật khác. Yêu vợ cũng là một nghệ thuật. Đúng rồi. Ê, bỏ ra. Ok này anh. Đi, lôi xuống đi. Cái trăm ngủ. Alo. Này, 2-3 lần trực côn nhé, lấy số điện thoại không chạy. Trăm dưới. Thôi, ăn vừa lên. Đi, đi, lôi, lôi, lôi. Quá đẹp luôn. Cây này đúng cây tư quý đấy nhá. 9 triệu thôi cô. Rẻ. Em đi chợ là có đâu tiền. Vâng. Chiều một lông cho chó luôn. Quả căng hết mộc.
không bao con ơi. Không bao. Chín cả trời. Cục chín, cục chín. Đủ tứ quý nhá. Đấy, quả xanh, quả chín, quả ương ương, hoa lộc, hoa lộc đầy đủ. Như vậy là một cây quất đã được chốt thành công. Đây còn nhiều những cái mẫu cây quất khác cũng đẹp, nhưng mà những cái mẫu cây quất này thì giá rẻ hơn. Đây, trong cái bình gốm này. Cái bình gốm này, chậu này bao tiền chị? Gốm là 2 triệu. 2 triệu. Vâng. Những cái bình đã thấy xứng đáng rồi. Bác đã chọn được cây nào chưa? Bác đã chọn được cây nào chưa? Tức là bác định mua hay bác thuê? Bác thuê. Mình không trồng được. Vâng. Mua biết được có trồng đâu. Vâng. Chẳng thấy năm nay mọi người cũng thuê nhiều mà. Thì thôi cứ thuê nó giảm giá một tí. Vâng. Hôm nào mình hết chơi thì mình lại gọi người ta đến người lấy. Người ta cản thì không gọi người ta cũng đến, cũng phải nhớ nó qua cái ngày qua dầm người ta phải rồi. Vâng.
người ta gọi rồi, có nó học cây người ta. Cháu thấy là thời tiết năm nay cũng vừa nóng vừa lạnh nên là cũng nở hết rồi. Hôm nay bắt đầu rét, hôm nay bắt đầu lạnh. Vâng. Đêm nay còn lạnh hơn tí. Vâng. Thế có thấy được mới đi ngày hôm nay cũng có thì. Vâng. Nếu mà nắng nữa thì khuya cả ngày mai mới đi. Dạ. Thì vâng. Năm nay là có cả ngày 30 mà. Vâng. Cả những cây đào già này cho làm mất rất nhiều công nên chủ yếu là cho thuê. Rồi chốt được, chốt cho bác ấy đi. Nghe vẻ là chủ vườn vẫn đang cân nhắc. Mưa quạ từ đại từ dầm đến dầm. Bác đã chọn được cây nào chưa? Chưa, đang ngắm. Đang ngắm. Vâng. Năm nay bác chơi đào muộn nhỉ? Thì là cũng thư thả mà. Cứ vâng. Hôm nay cũng kiếm. Cái này như nào hả chị? Cái này anh? Dạ. Cái này em cho thuê là giá 3 triệu. Cho thuê 3 triệu. À, vâng. Có bán luôn không chị ạ? Có bán chứ. Bán là 4 triệu. Vâng, chỉ kênh lên 1 triệu nữa thôi đúng không? Bác đã chọn được cây nào chưa? Lựa chọn hợp với gia đình mình chắc hơi khó nhỉ? Năm nay bán có chậm, được không hả chị? Chậm lắm anh ạ. Dạ. Yeah. Chậm hơn tắc năm nhiều. Năm nay nghe vẻ dân tình khó. Ít tiền. Này mình bán được bao nhiêu chậu rồi chị? Bán thì cũng được nhiều rồi, không nhớ nổi đâu anh ạ. Vâng. Nhưng mà chắc là năm nay bán chậm được ít năm, ít hơn mọi năm. Chậm hơn mọi năm. Vâng. Mọi năm chậm hơn nhiều. Vâng. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vâng, chào chị. Thế là bà chốt được cây nào rồi? Cây này, 1,2 triệu. Vâng. Thuê hay là mua ạ? Thuê. Vâng. Vâng, thế là hợp lý rồi bác. Vâng. À, cháu đi chụp ảnh ạ? Vâng ạ. Nhấp ảnh ra. Vâng ạ. 1,2 triệu một cây này. À, chỉ chụp ảnh thôi, chụp đào thôi thì. Vâng. Thế bây giờ trở về tận đâu hả bà? Trở về Bạch Khoa. Bạch Khoa? Ừ. Gần đây. Gần đây nhưng mà dân cho nó. Vâng. Đấy, như vậy là cô ấy đã chốt được cái cây đào để thuê rồi, 1,2 triệu. Thêm khoảng 100.000 tiền trở nữa là xong. 150.000 ạ. 150.000. Vâng. Rồi, chúc cô ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng, sức khỏe. Vâng ạ. Chào cô. Cái trồng quất này thì giá như nào anh? Đóng. Cái trồng giá đồng giá hết là 2,7 triệu. 1,7 triệu ạ? 2,7 triệu. 2,7 triệu. Quất này quất tứ liên nghi đào anh ạ. Vâng. Vâng. Quất Vân Giang mấy trăm. Quất tứ liên này là cây, quất này là cây cây to rồi. Vâng. Mình trồng 4-5 năm rồi. Vâng.
Cái này là mình đang tưới nước để cho nó tươi đấy anh. Kiểu gió mình tưới cho quất vào cho nó tươi thì. Vâng. Bình thường giờ này năm ngoái em bán hết nhiều lắm. Vâng. Bài quất em là gần hết rồi, đúng là năm nay gần nhiều. Năm nay nghe vẻ dân tình khó khăn. Vâng, anh bảo là một bình thường thì cái quất nhỏ cái dòng có mấy tháng, một năm thôi. Vâng. Quất đầu em dòng 5 năm rồi. Vâng. 5 năm thì bán giá nó phải khác chứ. Vâng. Em thấy chậu nhà mình mấy cái chậu này để nhà rộng. Vâng. To. Mà giá như này cũng xứng đáng thôi nhỉ. Người thích lắm nhưng mà nhà không vừa. Vâng. Đây ông chủ đây. Đấy, quý anh chị và các bạn có thể thấy đây là những cái chậu quất to đẹp. Bình thường cái chậu quất của em là trên 3 triệu. Vâng. Mỗi năm em bán toàn trên 3 triệu. Mỗi năm là trên 3 triệu. Vâng. Nhưng năm nay là giá lại thấp hơn đúng không? Vâng. Kinh tế nó eo hẹp mà. Vâng. Cái này ngoài mình bán quất thì có bán đào không hay là chỉ bán quất? Em chỉ chuyên quất thôi. Chỉ chuyên quất thôi. Vâng. Vâng. Để nói cả chợ hoa này em đã làm đây 2 năm nay chưa có bán quất nào hoa. Vâng. Thích khách quen mà lấy không? Dạ. Ai thích quan trọng là tiền. Đúng rồi. Tinh giản có 2 triệu. Đấy. Hoa thì đương nhiên thì ai cũng thích thôi nhưng mà giá cả thì mọi người lại phải cân nhắc. Đúng rồi. Kinh tế năm nay nó hơi thấp lại một tí. Vâng. Đồng tiền nó hơi bị. Mấy cái chậu to này đẹp nhỉ anh nhỉ? Cao này. Chậu này phải cao trên 2 mét nhỉ? Những cái cây này thì giá như nào anh? Đều tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7. Cũng tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7. Bình thường là ngoài 3 triệu. Vâng. Như năm ngoái em bán đều ngoài 3 triệu. Vâng. Bình thường là 3 triệu rưỡi cả. Bình thường là 3 triệu rưỡi, nhưng năm nay thì giá rẻ hơn. Chấp nhận được. Vâng. Làm mấy năm rồi. Năm nay thì tình trạng chung, khó khăn chung mà. Vâng. Năm rồi đâu rồi, công ty công viên là bất ngờ. Đấy, quý anh chị và các bạn chơi quất thì có thể ra ngay cổng công viên Thống Nhất. Ngay ở đầu cổng công viên Thống Nhất luôn. Anh quay cái quất chậu này, nhiều người cũng chơi quất chậu. Vâng. Đấy, theo ghi nhận thì quất chậu năm nay cũng nhiều người chơi hơn là quất chum. Vâng, quất chum đường nó lại khó hoảng. Vâng. Nhưng năm nay em thấy là quất chum nhiều, cái chum là bằng cái chum củ tỏi ấy. Thon thon đấy, đẹp đấy. Đây, quất bàn. Vâng. Nhưng mà nhà rộng vẫn phải chơi những cái đúng cây quất to này. Đúng rồi. Có người để một cây cây này ngoài sạch hoặc cây quất to. Còn quất bàn thì nó vẫn có. Vâng. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn có thể thấy là nhà vườn cũng kêu than rất là nhiều vì năm nay kinh tế khó khăn nên là buôn bán cũng ế ẩm. Cây thì đến thời điểm bây giờ là vẫn đang còn ế rất là nhiều. Chắc tình trạng này là phải thu hồi mang về thôi. Nếu như những cái cây quất to năm nay mọi người chơi ít thì những cái cây quất nhỏ bonsai kiểu dạng như này thì lại được nhiều người quan tâm và sắm cho gia đình mình để chơi Tết. Cái này bao nhiêu chậu nhỏ? Số 250 anh ạ. 250 anh? Vâng. Số 250 một cây, muốn chọn cái nào chọn. Gần như là đồng giá rồi đấy. Vâng, nhỉ? Đồng giá cho anh ạ. Tốt, năm nay bán chả lắm. Thế ẩm này ạ. Hai trăm. Mày bao tiền xây đi à bé ơi? 400 cơ ạ. Nó vơ như tôi cơm chưa biết chậm. Đó là đồ đi. Anh ý rất thích mọi người là thích dùng quất thế loại to ra công viên này. Vâng. Mình chắc
quật chùm. Vâng. Cái cây này đẹp này anh nhỉ? Vâng. Cây này giá như nào? Bình thường là giờ như giá của em là cũng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7. Vâng. Thì em mới cho ra được, tại vì mình chăm sóc nó quá. Thường là thuê công nhân cũng như làm. Vâng. 5 giờ. Với cái quả này là nó vẫn chưa chín vàng. Nó cái này chín hết. Thì phải chơi cũng phải tầm tháng nữa. Ồ, anh kể cả chơi đến tháng 3, tháng 4 luôn. Vâng. Cứ để trong nhà mà hoặc hết Tết cái mình khênh ra ngoài sảnh, ngoài vườn ấy. Vâng. Là cái quất này nó sẽ bền, chơi bây giờ nó rụng hết quả, phải tháng 7, tháng 8 nó rụng được. Vâng. Hả? À. Cây có đầy đủ hoa. Nếu anh hỏi em không nói, bây giờ em chính thức là chủ vườn đây, là chủ quất đây. Vâng. Bên bạn em là chủ, còn thuê mà em người làm hộ. Vâng. Thì em là tên là Trung. Vâng. Nguyễn Đình Trung. Vâng. À. Thì mọi người đấy, mọi người yêu thích quất, chơi quất Tết thì có thể là ra chỗ cổng thông nhất, công viên Thống Nhất. Đây có anh Trung đây, anh bán quất. Nói chung là cũng giá cả hợp lý. À. Rất nhiều những cái mẫu quất chung, quất chậu đẹp. Mọi người đang trồng cho khách. Vâng. Nào, đẹp chậu giờ. Không, cái cây nó bị cây. Một cây, một cành to, cành nhỏ. Cao, cao, cây này phải 3 mét. Hoa rất đẹp. Lục lá đẹp. Vâng. Xây vào đây. Nhìn vào đây. Rồi, khánh nhẹ vào đây nè. Vừa rồi thì cho nó khánh, gửi ra cho khánh. Có cạnh cây, có cạnh cây không? Cây nó cạnh à? Có cạnh. Cạnh không? Nó hơi chưng. Ờ này. Biết rồi, anh biết rồi. Anh để thôi được rồi, không phải ấn là thôi em ơi, anh biết là không phải kê nó lại không là gió nó không đổ ấn em ơi, thôi đấy, tạm được ở ngoài kia mới được. Cái câu này, cây này đẹp nhở, một cây này có lộc này, lộc liễu đẹp thế. Cây này em dự đoán là một chỉ tí nữa thôi là có người chốt. Vâng, em cảm ơn. Đẹp anh ạ. Vâng, bình thường người quất này mỗi năm em vẫn bán 3 triệu mà. Vâng. Nên là nay chỉ được giá 2 triệu thôi. Mà năm nay tình hình cũng khó khăn nên là mình cứ lựa chọn giá để làm sao mà hợp lý cho bà cho con chơi xuân là được. Vâng. Cái chậu này chơi cũng phải lâu, thoải mái. Cảm thấy không thích chơi nữa thì bỏ đào, còn biết đến mấy tháng nữa rụng được quả. Vâng. Nó dài lắm. Thôi. Thế thế đó. Rất nhiều những cái chùm quất to đẹp. Khoan từ từ. Ừ. Rồi để em gỡ canh ra. Dù mắc. Rồi. Chúc các anh bán đắt hàng nhá. Rồi. Cô đã chọn được cây nào chưa cô? Cho cô chưa? Thế ạ? Cô đang tìm cái quất nhưng mà phải hợp với cái bình. Ở đây có cháu có quan sát có nhiều cái bình cũng đẹp mà cô. Ừ, thì cô thích cái bình kia. Cô ưng bình nào bảo chủ vườn họ thiết kế cho. Cây nhỏ này bao tiền anh? 350. Chào bác.
Đấy nha, đấy từ đó nhá. Hôm nay em bán rẻ, em về sớm bán rẻ cho các anh. Bán rẻ về sớm ạ? Vâng, về sớm. Anh đấy. Chú đã chọn được cây nào ưng ý chưa chú? Đứng đi xem thôi. Vâng. Nghe vẻ là các chú vẫn chưa ưng được cây đào nào. Cây nào ấy rồi, thông tin hôm nay đến đây cũng được xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị, cô bác và các bạn quan tâm theo dõi video. Rất mong nhận được những nút like, chia sẻ video từ toàn thể quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.